Xin chào kẻ nhà nhân. Hôm nay lại quay lại với kênh ẩm thực biển Phú Yên của mình. Hôm nay mấy anh em mình đi phiêu lưu, đi câu mực và đi đánh lưới nha kẻ nhà. Nhớ theo dõi hết clip của anh em mình. Hôm nay cảng kẹp ghi cũng khá là nhiều, toàn là ghi màn chập làm ngờ đêm của Bình Định, quá là đông luôn. Đây ánh bình minh mờ sáng ở cảng Phù Lạc quá là đẹp luôn nha cả nhà, quá là hấp dẫn. Đây là những chiếc màn cào, thường gọi là lưu đêm, là thường đi câu mực và đánh lưới nha cả nhà. Trên giờ thì mới đánh bắt xem nên giờ chạy cặp vào cảng để bán. Chắc hôm nay những chiếc lưới làm về đêm này cũng khá là có thu nhập nên nó rất là xôn xao. Wow, cái anh này kéo quá là nhiều luôn. Cái anh này thì không có kéo bên ghi trước mới nãy. Giờ mấy anh em mình sẽ vinh lưu trước nha cả nhà. Đây là anh lô của mình sẽ vinh lưu nha cả nhà. Anh lô của mình sẽ chuẩn bị phát mí nha cả nhà. Nói chung là người phát mí rất là quan trọng, sẽ rất là may mắn. Wow, anh lô mình bẹt mí khá là xe. Giờ bắt đầu đánh lưới ra nha cả nhà. Lưới này cũng khá là hở râu một xí. Mấy anh em mình giờ vinh lưới đã xem rồi nha cả nhà. Giờ chuẩn bị anh em mình cọp cái đều gấu lại rồi anh em mình sẽ đi bắt đều đi câu nha cả nhà. Con này tụi em mua theo thêm mình. Cái thắng được mà. Vậy anh. Quá coi. Thầu. Yêu rồi. Anh lên trên anh vô anh chụp nem chụp ba bình thường á. Mấy anh em mình biết đâu giờ thả câu cái thẳng nhưng cái nha. Tại vì mờ sáng thì mật phủ chưa ăn nên anh em mình sẽ thả ít tiền câu cái thẳng xuống để kiếm ít con nữa là một nồi canh chua có lúc bụng nhưng cái nha. Rồi chưa anh em mình biết đâu chướng với những con mật phủ. Mờ sáng thì anh em mình cũng là câu được một em kia đóng với một em cái thẳng nhưng cái nha.
quá là hấp dẫn luôn. Nhưng đoạn này mình chưa có quay cho mọi người xem được. Coi giọt ơi, mày đừng, mày bệnh. Mà gió nó không mà trâu gì, đá đâu, câu đúng. Không, nó phải trâu nó rớt có đường nữa. Mấy anh em mình đang câu nhưng kể nha, anh em mình đang dừng dài từ trước đưa ra tôi ở sau luôn. Nhưng bọn này kia cũng ngó bộ hư ít in nhưng kể nha, nên thôi chờ đợi một xí. Nói chung mà câu kia với câu mật này phải có lên kiên nhẫn qua chờ đợi nhưng kể nha. Rồi mà sáng bạc độn mình mới phát quả đây nhưng kể nha, bạc độn mình đang câu. Đồ bạc độn mình câu được một em một phú nhưng kể nha, quá là hấp dẫn luôn. Đi bài. Mật phú này sống rất là dai luôn nhưng kể nha, bạc độn mình mới đẹp một cái nhưng cũng khó là chết nó được. Giờ anh Lô mình với em Phương mình không câu chỉ làm được biết cho mấy anh em mình làm buổi cơm sáng những cả nhà. Đây là anh xéo của mình. Anh xéo của mình câu được một cái khá là to luôn những cả nhà. Giờ mình sẽ lấy em ké này ra đỡ cho anh Lô và em Phương mình ra thịt luôn nhưng cả nha. Wow, mấy anh em mình bữa ăn sáng cũng khá là thịnh soạn luôn nhưng cả nha. Gồm mực lá và mực đất, quá là hấp dẫn luôn. Và cái đóng và mực phú nữa. Buổi ăn sáng quá là tuyệt vời, quá là hấp dẫn nhưng cả nha. Mực này mà xào với nấu canh chua thì hết là sảy luôn nhưng kể nha. Nấu canh chua chung với kia, quá là tuyệt vời. Đây là một chiếc xuồng phi, đen cũng đi câu chúng tụi mình. Chiếc này đang câu được một con mực cái sao ngư câu rất là lanh tay luôn nhưng kể nha. Đó, anh ta kéo một con mực lên và đã nhấc lên luôn nhưng kể nha. Quá là tuyệt vời. Mấy anh em mình đã làm xem kéo với mật của nhân kể nha, đã hoàn thiện rồi. Giờ bắt đầu anh em mình sơ chớ muốn ăn nhân kể nha. Quá là nhìn đã thèm luôn nhân kể nha. Giờ tụi mình đang kéo câu lên và chạy đến điểm khác được câu nhưng kể nha. Chứ câu ở nơi, chỗ này thì mật ăn hơi là ít. Nói chung là dưới trời mới có mờ sáng à, không có lên mặt trời không chưa lên cao nên là mật phủ cũng chưa có ăn nhiều nhưng kể nha. Còn đây là những chiếc ghi nhỏ nhỏ trùng phi là cũng đi câu mật kim tiền à nhân kể nha. Một ký mật phủ này rất là tiền luôn. Một ký mật phủ nêm tầm 1.4 đến 1.5 ngay một ký, thế là có giá. Một ngày mà chỉ cần câu được 3-1 ký là có thể kiếm 4 sợi đến 5 sợi. Còn đây là bữa ăn sáng của mấy anh em mình nhìn kìa nha. Giờ anh em mình đang lật rau thêm nữa. Còn bạn đột mình sẽ làm bếp chuẩn. Quá là hấp dẫn luôn. Bạn mình định làm một nâu canh chua với xào nhìn kìa nha. Và một đồ cơm cùng ném hẩu luôn nhìn kìa nha. Mới chín xong. Nhấc xuống đỡ nấu canh với xào. Tại vì ở ngoài ghi thì bếp không có nhiều nhìn kìa nha. Chỉ một bếp thôi. Nên món nào nấu chín thì nhấc xuống rồi nấu món khác. Mấy anh em mình đang chạy tới gần điểm để bỏ câu rồi nhưng kể nha. Chuẩn bị tụi mình sẽ bỏ câu xuống để có thử nhét này có mực ăn không nhưng kể nha. Ông bạn của mình mới giục câu xuống. Hôm mai giờ mấy anh em mình thả
hai nhát câu rồi mà câu cũng chưa có gì nhiều nhưng cái nha. Giờ mấy anh em mình thấy có một chiếc ghi lưu rút ngay ở Phú Yên đã làm cùng chung ngờ như tụi mình đang đánh lứ. Nên tụi mình chạy lại xin ít con ké để có nấu cơm ăn rồi tiếp tục cuộc hành trình của mấy anh em mình nhìn cái nha. Chứ mới mờ sáng thì mực chưa có ăn nhiều được nhìn cái nha. Được kia ông Trung. Anh Tây. Văn Điền á, bộ chúng là hai vậy. Được kia ông anh. Mấy anh em mình đang đứng hỏi thử có được cái ấy không. Mấy anh em mình bơi thúng qua để xin ké những kẻ nha. Nhưng mà chất lưu này hình như cũng được ké những kẻ nha. Nói chung mà làm biển chung với nhau thì gặp nhau mà làm được ké thì sẵn sàng cho nhau những kẻ nha. Tại vì hôm nay cho tụi mình được thì hôm khác tụi mình sẽ cho lại những kẻ nha. Nói chung mà dòng biển thì rất là phong phóng như nhau, rất là sống tình cảm với nhau nhưng kìa nha. Đếm ngọn. Đếm vô anh trai. Tàu bao qua, bao qua. Anh trai tàu qua. Bao qua. Đâu, quay bài á. Đúng rồi, mấy anh trai quay bài á. Bỏ tóc vuông. Kìa giờ đã đếm ngọn nhanh kìa nha. Giờ mấy anh em mình sẽ bao thúng qua. Đỡ lấy kéo về mấy anh em mình làm một nấu canh nấu mảnh nhìn kìa nha. Giờ em Huy mình với anh ô của mình sẽ bao qua. Dòng bò tấp vô Huy. Ủa, Huy bài hả? Huy bài anh Tây à, Huy bài à, Huy bài à. Đưa anh Tây lên cho tôi luôn. Mấy anh Tây đó cũng khá là thảo anh nhìn kẻ nha. Cho mấy anh em mình tôi bốn con kia luôn nhìn kẻ nha. Quá là thảo anh. Kia này máu tư xanh lên quá là hấp dẫn luôn nhưng kia nha, máu đánh bếch luôn. Giờ mấy anh em mình sẽ làm một nồi canh nồi mảnh là hết sợi luôn. Quá tuyệt vời. Đồ giờ mấy anh em mình ra kéo nhưng kể nha, mấy anh em mình chỉ làm một nồi canh nồi mảnh. Anh Long mình làm kéo quá lạnh luôn. Quá tuyệt vời. Kéo quá là tư luôn. Có những lúc tự tin lên mà nào không sao đâu. Lúc cái đồ vớt được đấy. Mọi người xem kênh em nhớ cho em một lượt like và một lượt đăng ký những kẻ nha. Để em có động lực làm nhiều clip có ý nghĩa hơn và trải nghiệm về biển nhiều hơn những kẻ nha. Rồi anh Long mình làm tiếp một con nữa những kẻ nha. Kia quá là tư luôn. Nhìn đã thấy thèm rồi chứ đừng nói anh là nó sẽ ngon như thế nào luôn những kẻ nha. Kia mà tư như thế này kích ra nó rất là cứng cáp những kẻ nha, nó không có mềm. Kích xuống cái gì nó kêu sọc 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 ấy. Quá là đã luôn. Cơm giờ đã lên chín luôn nha kẻ nha. Cơm là món mực xào và canh chua.
nhìn quá hấp dẫn luôn. Ồ. Đây là mấy anh em của tụi mình. Mình cũng mời cả nhà ăn cơm chung với mấy anh em của tụi mình luôn nha cả nhà. Quá là hấp dẫn. Còn món kia nó mảnh thì mới nãy mới xin xeo nên là nấu chưa chín nhưng cả nhà nên tụi mình sẽ lên xeo. Đó, giờ món nấu mảnh đã là chín rồi nên mấy anh em mình sẽ lên món luôn. Nhìn quá là hấp dẫn luôn. Quá đã nhưng cả nhà. Giờ bạn đột mình sẽ múc và chia ở trước một ít và ở sau một ít đỡ anh nhân cả nhà. Tại vì anh em mình đông nên là anh chia ra trước với sau anh mới đủ nhân cả nhà. Bạn đột bên đây nhất trộn người sau nữa nhưng cả nhà. Wow, khá là nắm nên bạn đột mình kẹp thêm một miếng giấy nữa. Quá là tươi luôn, nhìn kia quá là hấp dẫn luôn nhân cả nhà. Còn đây là mình nhìn kẻ nha. Giờ mình đang lái ghi ra chỗ điểm câu một phụ đỡ mấy anh em mình câu nhìn kẻ nha. Nói chung thì thuyền trưởng hôm nay cũng khá là mệt nên nhường tay lái cho mình đỡ mình lái chạy điểm ra cho anh em mình nhìn kẻ nha. Còn đây là một chiếc ghi xuồng phi cũng đang câu mực nhưng cả nhà. Nhưng chiếc này là đồng đội của mấy anh em mình. Ghi ông anh trong sớm nhưng cả nhà. Anh em mình đang hỏi thêm anh Phong mình nhân kể nha. Cô thử câu ở đây có nhiều vậy không? Tại vì điểm câu của mấy anh em mình ở đây thì nhờ anh Phong điện ra để tụi mình chạy ra mới biết điểm câu nhân kể nha. Tại vì tụi mình thì không chuyên bên ngờ câu mật này. Còn anh Phong thì ngày nào cũng câu để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nhân kể nha. Nên anh Phong là rất là rành những cái điểm chỗ nào mật anh nhiều. Mặc chỗ nào anh ít nhưng kể nha. Kể nha xem kênh mình nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nhưng kể nha. Đỡ mình có động lực làm nhiều clip có ý nghĩa hơn và trải nghiệm thực tế và biển hơn nhưng kể nha. Làm ngó chứ gì cho đi bộ tay ngó chứ gì cho anh Long. Tụi mình câu chưa có mật nhưng anh Phong mình đem số lượng mật hậu sáng nhờ anh Phong câu và anh Phong sẽ tặng cho tụi mình nhưng kể nha. Quá là hấp dẫn luôn, anh Phong mình cũng khá là tẩu như kìa nha. Ba một Phong ạ. Đó, giờ anh em mình sẽ lấy bị mật đó và chúc vào phi như kìa nha. Mấy con à? Ừ, ba con à. Đồ. 4 con à. Chứ cũng được 4-5 con như nhìn kìa nha. Còn đây là số lượng hồi mai giờ mấy anh em mình câu nữa. Nói chung cũng cảm ơn anh Phong mình, cố ít mà làm nhiều như kìa nha. Còn anh em mình mới câu được một con nhưng cả nhà. Quá là đã luôn. Quá là hấp dẫn. Chen giờ mật đã bắt đầu anh em nhìn cả nhà. 8 giờ rưỡi đến 9 giờ mặt trời lên tủa thì mật chỉ đi kiếm anh nhìn cả nhà. Còn đây là mình nhưng cả nhà. Mình đang kiếm một con mật. Quá là hấp dẫn luôn. Nói chung là mình cũng nằm trong ngành câu mực này cũng khá là lâu nhưng kể nha. Nên mình cũng rất có kinh nghiệm về mực. Đó, đây thành quả của anh trai này. Thành quả đấy. Ờ, làm tưng á. Bỏ ngang mực đồng mua á. Có người nhảy nhỉ. Thấy chưa? Được. Đúng rồi.
mực chiên giờ bắt đầu anh luôn những cái nha, quá là hấp dẫn luôn. Anh em mình thì mặn ai cũng lấy kêu những cái nha. Nói chung là mực phú cũng thế là khó câu những cái nha. Nói chung là ăn đồ nó sợi chứ không phải như mực lá và mực lóc thì bệnh xếp vào ruộng luôn. Nó chỉ bệnh bẻ thôi những cái nha. Mình nói những cái nha, mình chuẩn bị kêu thì một em mực nói những cái nha. Bình tĩnh anh trai. Được chưa? Wow, con nhảy đi. Wow. Nhảy đi. Đúng mặt trai rồi đấy. Không có đủ. Thấy anh chưa? Chưa. Đúng mặt trai rồi đấy. Alo. Wow, con này. Wow. Em trai rồi. Em ở đâu? Ở đâu? Đấu rơ rơ đấu nó anh hái luôn chứ. Chờ. Thấy không? Đó. Nhấc lên. Có. Ông bà thương cho như mình mừng như. Mực giấy anh đó. Một chứ. Thấy bài không? Ôi anh trai. Hây. Đây đó. Đây hây. Đây quay lên YouTube chưa? Ờ, đưa luôn à. Wow, thành quả như đeo. Wow. Cùng thái này. Quay thái nhưng mà không thái không công. Đồ phim hơn á. Kéo điều đi mệt dữ không? Sao đâu. Đừng kêu nhát đừng loạt giác. Đừng cho nó mất quán rồi. Lỡ chưa lúc. Đâu hoặc đâu. Đừng tuột quán. Đó. Lỡ chứ em. Ờ. Lỡ á. Nhát. Nhảy nữa. Wow, sắp bé rồi. Nhảy nữa. Cố hèn nhìn chạy to chú độ. Thật quá. Kể nha. Wow. Đó đã. Xuống cổ xuống. Rêu dễ chứ nữa. Rút quan trọng được rút ấy. Cô mực nang á. Đấy đấy. Wow. Đấy nữa. Wow. Bự không không vô mực bự không à. Wow, chút này xảy thêm. Để móc cái râu chút. Đó. Wow, bình tĩnh nhanh. Cô nhảy nhanh. Bình tĩnh kêu. Cô chuẩn bị nhảy. Chuẩn bị thời nhảy á. Đột. Đột nhiên. Ừ, anh em im đấy à. Lấy mũ đi em ơi. Lấy mũ ra lao xuống. À. Wow. Anh trai tôi đúng vào đây trộn rồi ạ. Dậy nữa. Quen tới luôn Phong ơi, quen tới luôn. Wow, coi này. Quá đã. Ý bài, bỏ xuống đất được luôn. Được. Wow. Dậy chứ sao nó không mực. Từ từ rim rim ra xong rồi. Đó. Wow. Quên vô cabin luôn mà. Sắp vô sắp sắp chắc sắp đâu tuột dám kéo ra. Vô cabin luôn. Sáng luôn thế thôi. Ờ vậy. Đây thành quả của mấy anh em mình hôm nay giờ những cái nha. Quá là đã luôn. Nem tầm 3kg đến 4kg những cái nha. Quá là hấp dẫn. Giờ mấy anh em mình vấn câu. Giờ anh em mình chạy vô kêu lưới những cái nha. Chứ không có câu nữa. Chứ chơi lên cũng khé nén rồi.
Rồi, thu công. Đây là trên đường chạy vô, anh em mình kêu lưỡi những kẻ nha. Lưỡi hôm mai giờ anh em mình nằm cũng nên tầm 4 tiếng đến 3 tiếng luôn những kẻ nha, cũng khá là lâu rồi. Nên anh em mình rất là hy vọng kia sẽ đông nhiều những kẻ nha. Giờ mình đang chỉ em dược mình đỡ thấy cái vô lưới những kẻ nha, đỡ mình khấu cho nó dễ dàng hơn. Đó, cái vội chân chính là cái vội lưới của mấy anh em mình những kẻ nha. Giờ ghi chạy cũng kẹp gần tao những kẻ nha. Mình đang chỉ cho em dược mình dỡ lái hơn. Tốt. Tớ phụ bất dẫn. Anh em mình lên dội những kẻ nha. Hy vọng kế sẽ đếm thật là nhiều để anh em mình có một bữa ăn thịnh soạn những kẻ nha. Giờ mình đang kêu dội lên. Nước hôm nay khá là dơ những kẻ nha. Lũ đếm dính quá là dơ luôn. Đưa cái thùng lưới kéo sau luôn ta. Ồ. Ừ. Cái thùng ở đấy thay. Đâu từ á. Bỏ xe vô. Ô, từ bay. Ồ. Cái ghi hả? Cái ghi hả? Ngồi ngon. Được một em cái ghi hả, quá là hấp dẫn luôn nhìn kìa nha. Rêu, tùm lum. Giờ bắt đầu đã có kéo và ghi đó luôn rồi nhìn kìa nha. Quá là hấp dẫn luôn. Mình với bạn đột mình thì kéo, còn có kia thì tụi mình bỏ ra sau đỡ cho em Huy mình gỡ những kẻ nha. Ồ, có rau dữ nữa. Lũ dài mà bò. Siêu luôn. Siêu luôn á. Đem được một em cây thần nữa nhưng kia nha. Quá là hấp dẫn. Lớp kỳ lớp kia. Đây là một mớ kia em chuẩn bị nhưng kia nha. Quá là tuyệt vời luôn. Mấy em này mà kho kêu lên ăn cơm thì hết là sảy luôn nhưng kia nha. Lại được một em thắng nữa nhưng kẻ nha. Nói chung là tới quảng này kia đến cũng khá là nhiều luôn. Giờ si luôn rồi nhưng kẻ nha. Quá là tuyệt vời. Lại là tiếp tục một em kẻ thắng nữa nhưng kẻ nha. Nói chung là lớn này thì đánh kẻ thắng cũng khá là nhiều. Chứ ba kẻ này kẻ nọ thì không có bao nhiêu nhưng kẻ nha. Lục chối.
đây đây đây. Thôi em chuột. Nhiều thằng ấy làm gì ông? Cũng có kia đứng đây rai miếng nhìn kia nha. Quá là tuyệt vời luôn. Bánh dẫn với nhiêu? Em ghép dễ dù thôi, rồi lướt bánh lên. Mấy em kia bánh dẫn đi mà đếm màu lứ mà kho keo ăn cơm là hết sảy luôn nhìn kia nha. Quá tuyệt vời. Anh em mình kéo cũng gần xem lưới cạn lưới nhưng cái nha cái phao nấu chút mít đó là cái đều mí giáp với cái đều mí mới để mình bắt nhưng cái nha. Đó giờ anh em mình kéo gần xem rồi mà kéo thì đếm cũng liên tục tùy anh em mình gỡ liên tục nhưng cái nha. Giờ đã xem lưới cạn lưới nhưng cái nha mấy anh em mình kéo lưới lại gọn lại và kéo cái ganh lại. Quá là vui vẻ, quá là đã nhìn kìa nha. Giờ anh em mình chỉ bỏ neo xuống đỡ ghi mình neo kẹp ngay đây nhìn kìa nha. Ghi mình chỉ thả neo vào đây. Để anh em mình chơi miếng cái ngôn anh hầu mai giờ anh em mình đánh bích được nhìn kìa nha. Và anh em mình chỉ nhậu chơi ở trên ghi. Quá là tuyệt vời luôn. Ở đây là ở ngoài Phú Lạng nhưng cái nha, ngoài cảng Phú Lạng một xí. Còn bên trong là ở cảng, còn ở ngoài này là ở biển nhưng cái nha. Anh em mình chỉ lấy ít em một phủ mấy anh em mình là câu ra. Anh em mình chỉ luộc lên để cho muối nhưng cái nha. Mấy em này mà luộc lên để cho muối thì hết là sảy luôn. Giờ em Huy mình với mình bắt đầu ngâm bia trong thời gian chờ đợi mật chín những cái nha. Quá là hấp dẫn, quá là tuyệt vời luôn. Trời nằm nếm đi mà ăn một miếng mật và uống một ly bia là hết sảy luôn những kẻ nha. Giờ anh em mình đã luộc mật đồ chín hết rồi, anh em mình làm một ly bia những kẻ nha. Mình cũng mời kẻ nha chung vui với mấy anh em mình. Thôi mình xin tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà trong video sau. Tạm biệt cả nhà.